Hello, xin chào mọi người, lại là mình Vân Anh đây. Chỉ còn vài ngày nữa thôi là sản phẩm Jubilee tinh dầu nước hoa Pháp chính hãng Jubilee này sẽ có mặt tại kho ở Hà Nội. Cho nên là mọi người hãy chuẩn bị để đặt hàng để có những quà tặng hấp dẫn nha. Vài ngày tới mọi người có thể đặt hàng trực tiếp ở trên trang web hay là trên Shopee hay là trên fanpage ở bên mình. Và mọi người hãy chuẩn bị tâm thế để đặt hàng nha. Và hãy chuẩn bị đặt hàng để trở thành là những người đầu tiên đặt hàng sớm nhất để có thể có những cái quà tặng hấp dẫn nhất, những cái quà tặng rất là ưu đãi và những quà tặng mà có 102 nhất nha. Và nó chỉ dành cho những người mà đặt hàng sớm nhất thôi. Và mọi người yên tâm nha, trong video tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cách chi tiết để có thể làm sao đạt được hàng, làm sao có thể đạt được cái sản phẩm tinh dầu nước hoa Pháp chính hãng Jubilee này. Và mình sẽ tiết lộ cách đặt hàng ở những cái video tiếp theo và đừng bỏ lỡ nha. Hãy nhớ là like và subscribe kênh của mình để nhận được thông báo nha, để có thể nhận được thông báo nhanh nhất để làm sao có thể đặt hàng được cái sản phẩm siêu phẩm Jubilee này và để có thể trở thành được người nhanh nhất, đặt hàng sớm nhất để sở hữu những quà tặng hấp dẫn nhất. Sẽ có rất nhiều quà tặng, vô vàn quà tặng hấp dẫn mà đang chờ bạn ở phía sau nha, cho nên là bạn đừng bỏ lỡ. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe hết video này của Vân Anh. Hãy like và subscribe cho kênh của mình nhé. Xin chào.